Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyện Cô Ly và mình là Ly. Với những bạn mà lần đầu đến với kênh YouTube Chuyện Cô Ly thì Ly là một người sống sót sau ung thư. Ly đồng hành cùng với ung thư vú được 3 năm 10 tháng. Trên kênh YouTube của mình thì Ly đăng tải những cái video mà liên quan đến cuộc sống của Ly, ví dụ như là skincare, mukbang, nấu ăn, trải nghiệm, du lịch. Và ngoài ra thì trên kênh YouTube của mình Ly cũng đăng tải những cái video mà liên quan đến những cái thông tin cập nhật về ung thư nữa. Trước khi mà Ly điều trị ung thư thì Ly có 43 cân thôi. Sau khi mà điều trị, tức là vào tháng 7 năm 2017 thì Ly tăng lên là 50 cân. Trời ơi. Xong là sau đó thì sau khoảng 2 năm thì Ly giảm xuống 47 cân. Nhưng mà nó không giảm nữa mà nó vẫn cứ giữ ở cái mức độ 47 cân. Sau đó lại khoảng một thời gian Ly có ăn uống cũng rất là linh tinh, tại vì là Ly là một tín đồ của ăn uống, Ly rất thích ăn, Ly rất thích thử những cái món mới. Những cái món ăn mà Ly thích ý, thì nó lúc nào nó cũng liên quan đến cái việc là rán dầu mỡ. Thế nên là Ly lại tăng ngược lại lên 50 cân. Ở cái thời điểm vào ngày 19 tháng 2 năm 2020, là cái thời điểm mà vừa mới Tết xa ấy, thì Ly 50 cân. Eo ơi, người lúc đấy nó cảm thấy là béo, mình mặc cái gì nó cũng không đẹp ý. Và ngoài ra thì cơ thể có cái phản ứng rất là rõ ràng, đó là Ly lúc nào Ly cũng cảm thấy mệt, cơ thể thì lúc nào cũng ì ạch và không muốn làm bất cứ một cái thứ gì luôn. Mọi người xem ở trên Facebook của Ly ấy, thì không có nghĩ là Ly rất là thấp đúng không? Mọi người cứ nghĩ là Ly sẽ tầm 1m50, nhưng mà thực ra là không phải đâu. Thực chất thì Ly chỉ cao 1m47 thôi, nặng 50 cân. Trời ơi, các bạn có thử tưởng tượng ra được không? 1m47 và 50 cân á, thì mặc đồ nó xấu như thế nào, người Ly nó tròn xoe ấy. Ly là một người tạng người theo kiểu tạng tròn ấy, mình mẩy ấy, chứ không phải là ngang như mọi người, nên thành ra là lúc mà Ly béo thì cái bụng của Ly này lúc nào nó cũng phình ra. Ôi my god, nó xấu một cái kinh khủng khiếp. Cái việc mà tăng cân đột ngột, tăng cân quá nhiều hay là cái việc mà bị thừa cân, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cơ thể. Nó không chỉ làm ảnh hưởng đến tim mạch, huyết áp cao, mà nó còn là một trong những cái tác nhân mà Ly gây ra 12 cái bệnh ung thư khác nữa. Ly làm cái video clip này muốn chia sẻ cái quá trình giảm cân của Ly và gửi lời nhắc nhở đến mọi người, đó là mọi người hãy quản lý cân nặng của mình thật tốt để cho cái sức khỏe của mình nó được tốt hơn và có một cái chất lượng cuộc sống nó tốt hơn ha. Bắt đầu từ ngày 19 tháng 2 là Ly 50 cân. Thì sau khoảng độ tầm gần 5 tháng Ly giảm 6 cân, thì lúc đó Ly giảm xuống còn 44 cân. Sau khi mà đăng ảnh thì Ly lại ăn uống lại linh tinh ấy, Ly lại rất là enjoy vì lại cái việc ăn uống của mình. Ly đã tăng 1 cân, bây giờ hiện tại thì Ly đang rơi vào tầm 45 cân. Thì trong vòng 5 tháng mà Ly giảm được có 5 đến 6 cân thì là cả một cái quá trình khá là dài. Nó không phải là như các bạn khác. Khi mà các bạn lên cái group keto và cái group intermittent fasting thì các bạn sẽ thấy được là có rất là nhiều những cái tấm gương mà chỉ trong vòng tầm khoảng 1 đến 2 tháng thôi, các bạn ấy có thể giảm 6 cân, 7 cân, thậm chí 10 cân, hoặc là thậm chí có thể có những cái người mà nhiều hơn 10 cân. Còn đối với Ly á, thì Ly rất là miệt mài ăn keto này, ăn đúng theo kiểu eat clean này, rồi ăn chọn lựa những cái mà nó healthy cho bản thân mình này, mà Ly vẫn chỉ có thể giảm được 5 đến 6 cân thì nó không phải là một cái kết quả nó quá là tuyệt vời. Nhưng mà Ly cũng sẽ chia sẻ cho các bạn là vì sao mà Ly lại dành nhiều thời gian, Ly lại mất nhiều thời gian hơn so với lại mọi người để mới có thể giảm được 5 cân. Ly đã có nghiên cứu và đã có ghi ra đây này. Ly muốn đọc để nó rõ hơn và nó đưa đến những cái thông tin chính xác hơn ha. Thì ở đây là theo trang breastcancer.org có viết thì là việc tăng cân mà như những cái người mà đang sử dụng những cái liệu pháp nội tiết như Ly á, thì có thể tăng cân là do enzyme lipoprotein lipase, hay được còn được gọi là LPL, được kiểm soát bởi insulin. Cái enzyme lipoprotein
lipase này thì nằm trên bề mặt của tế bào và kéo chất béo ra khỏi máu và vào trong tế bào. Nếu cái enzyme lipoprotein lipase này nằm trên một tế bào cơ thì nó sẽ kéo chất béo vào trong tế bào nơi nó được sử dụng làm nhiên liệu. Nếu mà cái enzyme lipoprotein lipase này nằm trên một tế bào mỡ thì nó sẽ kéo chất béo vào trong tế bào và làm cho nó béo hơn. Điều quan trọng là hormone estrogen ngăn chặn hoạt động của những cái enzyme lipoprotein này trên các tế bào mỡ. Đây có thể là một lý do mà tại sao một số phụ nữ tăng cân sau khi mãn kinh hoặc là sau khi điều trị ung thư vú, làm giảm đáng kể nồng độ estrogen. Với ít estrogen trong cơ thể hơn thì cái enzyme lipoprotein lipase này có thể kéo chất béo vào các tế bào mỡ và lưu trữ nó ở đó. Ngoài ra thì cái việc bị sốc về chẩn đoán này, gián đoạn trong cuộc sống này, vượt qua phẫu thuật rồi phóng xạ, rồi những cái nỗi căng thẳng ở các mối quan hệ ở nhà và tại nơi làm việc, căng thẳng về việc tài chính và hoạt động thể chất ít, đều có thể góp phần làm tăng cân. Trong quá trình hóa trị thì có việc mà thêm chất lỏng và steroid cùng với ít hoạt động thể chất và việc luôn thèm đồ ngọt, tất cả kết hợp là đều là những cái nguyên nhân mà gây tăng cân cho chị em mình. Việc bạn dùng thuốc điều trị nội tiết khiến bạn tăng cân và lại khiến bạn gần như không thể giảm cân. Hai trong số các nghiên cứu lớn được thực hiện tại Hoa Kỳ và Canada bởi dự án nâng ngực và phẫu thuật nâng ngực quốc gia NSABP thì cho thấy rằng phụ nữ dùng giả dược có khả năng tăng cân như phụ nữ dùng tamoxifen. Bất kể loại thuốc, các loại thuốc như aromacin hay tamoxifen hay letrozole đều có cái tác dụng phụ tăng cân. Rồi ơi, Ly đang dùng aromacin và cùng với lại tiêm Novadex nữa. Suốt ngày Ly bị em gái của Ly nói là sao suốt ngày chỉ thấy cô chỉ nghĩ đến cái việc giảm cân ấy, trong đầu chỉ có việc giảm cân à. Hay bạn của Ly thì bị bảo là mày bị kiểu cuồng giảm cân à Ly. Mày như kiểu bị tâm thần ý, mày bị suốt ngày chỉ trong đầu mày chỉ nghĩ đến giảm cân thôi. Xong mà bác Ly thì bảo là suốt ngày giảm cân, suốt ngày nghĩ đến các cách để ăn uống và tập luyện mà mãi không giảm được cân. Thì đây, ngày hôm nay thì là mọi người đã có một cái câu trả lời rồi đúng không? Vì sao mà Ly dành cả thanh xuân của mình để giảm cân? Sau khi mà Ly thiết lập cái việc là quyết tâm là mình sẽ phải giảm cân, mình 50 cân rồi, mình quá béo rồi, nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của mình. Khoảng thời gian đầu là Ly chỉ có ăn keto thôi, Ly vẫn lười tập luyện lắm, lười kinh khủng, Ly không có tập luyện gì cả. Sau cái khoảng thời gian keto được tầm khoảng độ 2 tháng thì Ly bắt đầu kết hợp cả với lại cái việc mà nhịn ăn và ăn cách quãng. Nghĩa là Ly theo cái phương pháp là intermittent fasting ấy. Ly ở một mình nên là Ly không có nấu ăn thì Ly, nên là Ly quyết định là Ly đặt những cái bữa ăn từ bạn, những cái bạn mà nấu những cái đồ ăn healthy, ví dụ như là bạn Thủy Tiên Dash này hay là bạn Nhật Anh Keto, các bạn ấy có những cái món ăn nó khá là healthy, hoặc là chị Thủy Bốp cũng có những cái món bánh nó cũng khá là healthy nữa. Thì Ly mua những cái đồ ăn đó hàng ngày và Ly chỉ ăn của những cái người đấy thôi. Xong là sau đó thì Ly bắt đầu set cho mình tập. Trước đây thì Ly cũng thường hay mua những cái gói tập ở ngoài phòng tập, nhưng mà Ly bị lười, siêu lười. Và lúc nào thì Ly cũng bỏ dở cái việc mà đi đến phòng tập. Tại vì phòng tập thì các bạn sẽ phải theo đúng giờ đúng không? Ngày giờ này thì bạn phải đến, cái giờ kia thì bạn không thể đến. Thế nên là Ly chọn cái phương thức là tập những cái bài của Chloe Ting ấy ở trên YouTube. Thì lúc nào Ly tập cũng được, thậm chí là cái hôm nào mà Ly đi làm về muộn tầm khoảng 8-9 giờ mà Ly mới về ấy, thì Ly cũng sẽ bắt đầu tập một set tầm khoảng 20 phút, 30 phút thôi, không có nhiều. Đầu tiên thì Ly chỉ chú trọng vào phần bụng thôi, nên là cái Ly tập những cái bài bụng chỉ có 10 phút thôi. Sau hôm sau thì Ly lại muốn kiểu cái tay này của Ly nó bị to ấy, thì Ly lại làm một bài 10 phút cho tay nữa thành 20 phút. Hôm sau thì bài của mông nữa lại 10 phút nữa thành 30 phút. Hôm sau thì bài của cổ nữa 10 phút nữa thành 40 phút. Mỗi ngày thì Ly đều lên thêm một tí. Chứ Ly không có ép mình là phải tập một lúc là bài một bài nào đó liền một mạch 30 phút.
cái việc đó sẽ làm ảnh hưởng đến cái độ chăm chỉ của Ly và sẽ khiến cho Ly cảm thấy là mình mệt mỏi rất là nhanh và mình sẽ bỏ dở giữa chừng á. Thế nên là mỗi ngày Ly chỉ một tí đấy thôi. Và đến bây giờ thì Ly có thể sẽ dành thời gian đến tận một tiếng rưỡi để Ly tập cơ. Ở cái thời gian trước thì mọi người cũng thấy là Ly có những cái bài challenge rất là nhỏ với lại Chloe Ting và có cái dấu hiệu rất là rõ ràng. Chỉ có 10 phút thôi cũng đã có thể làm cho cái cơ bụng của mình kiểu rõ nét hơn và bụng của mình có nhỏ hơn ấy. Thì nếu mà mọi người và bây giờ mọi người vẫn còn đang lười cái việc là tập luyện thì mọi người có thể challenge bản thân, có thể thử thách bản thân với lại những cái bài mà nhỏ nhỏ như thế ở trên Facebook, ở trên YouTube. Và ngoài ra thì khi mà tập ở nhà thì nó cũng rất là tiện ở một chỗ, đó là ví dụ như là buổi sáng mà bạn có thể dậy sớm thì bạn có thể 10 phút, 20 phút tập ở nhà luôn mà không còn phải cái dành cái thời gian là từ thời gian đi ra phòng tập là đã mất bao nhiêu cái thời gian, thì cái thời gian từ nhà đi ra phòng tập là mình đã có thể tập một bài tại nhà rồi. Hoặc là buổi tối trước khi mà đi ngủ, hôm nào mà bạn bận việc quá mà bạn không thể đến phòng tập được, phòng tập 8 9 giờ người ta đã đóng cửa rồi đúng không? Nhưng mà đến 8 giờ bạn mới xong thì bạn không thể nào 8 giờ bạn mới đến phòng tập được, thì thay vì là tập ở phòng tập thì bạn có thể tập luôn một cái bài set tầm 10 đến 20 phút tại nhà theo Chloe Ting cũng được. Ly thấy nó cũng hiệu quả chứ không phải là không có hiệu quả nha. Để mà hình thành được một thói quen ấy thì thường thì mình sẽ cần phải từ 2 đến 3 tháng thì mình mới tạo cho một cái thói quen và ghi ở trong cái bộ não của mình cái thói quen đó. Thì Ly cũng thế, cái thời gian đầu thì Ly chỉ nghĩ là mình sẽ cố gắng mình tập một tuần theo Chloe Ting để mình có cái cơ bụng chẳng hạn. Xong là Ly lại xét cho mình thêm một cái bài nữa trong vòng 2 tuần của Chloe Ting. Xong là sau đó thì mình lại challenge với lại một cái bài tập khác trong vòng 3 tuần. Và cứ như thế thì Ly đếm ngày và bây giờ hiện tại thì từ ngày 19 tháng 2 đến bây giờ thì Ly đã cái thiết lập được cho mình cái thói quen tập tành. Và ngoài ra thì Ly có ở trên cái gương của Ly ở phía đằng kia thì Ly có in ra một cái lịch, Ly nốt lại là ngày ngày hôm đó Ly tập những cái gì, cái cân nặng của Ly theo từng ngày và Ly ăn theo chế độ thì ngày nào Ly không được ăn, Ly ăn được trong vòng bao nhiêu lâu, Ly nhịn được trong vòng bao nhiêu lâu thì Ly dán ở trên gương. Thì lúc nào mình cũng phải soi gương mà để lúc nào bản thân mình cũng phải nhắc nhở là à hôm nay mày phải làm những cái gì hả Ly? Ly nhớ là hôm nay cần những cái gì? Ngoài cái việc là các bạn phải chắc chắn là phải tập luyện thì các bạn còn phải ăn uống nữa. Ăn uống và tập luyện nó phải song hành cùng với nhau thì mới giảm cân được. Khi mà nghĩ đến giảm cân thì hãy đứng dậy. Hãy nghĩ cho mình, hãy lựa chọn cho mình một môn thể thao mà mình thích. Hãy thử tất cả những cái loại thể thao, thử tất cả những cái loại hình thể dục và chọn ra cho mình một loại hình thể dục mà mình cảm thấy phù hợp với bản thân. Ly là một người không phải là quá là chăm chỉ nhưng mà Ly lại rất thích những cái hoạt động thể thao. Ly muốn thử sức mình ở rất là nhiều hoạt động thể thao. Ngày hôm qua thì Ly vừa mới mua BIB cho mình để thử sức mình chạy 5 km ở cái giải chạy Hà Nội Midnight của VN Express. Nếu mà mọi người cũng tham gia cái giải chạy Hà Nội Midnight VN Express thì nếu mà nhìn thấy Ly thì hãy gọi Ly nha và chúng mình hãy kết bạn với nhau ha. Và có một cái điều mà lưu ý trong cái quá trình giảm cân mà Ly muốn chia sẻ với mọi người đó là mọi người hãy set cho bản thân mình những cái goal, những cái mục tiêu nó nhỏ thôi. Đừng set cho mình những cái mục tiêu nó quá lớn thì khi mà trong cái quá trình mà các bạn làm á, các bạn sẽ cảm thấy là mãi mà mình chưa được đến cái mục tiêu đấy thì mình sẽ cảm thấy mình bị cảm thấy chán nản ấy. Nhất là những cái người mà như Ly đang sử dụng liệu pháp như Ly thì nên đặt cho mình những cái mục tiêu ngắn thôi, mục tiêu nhỏ thôi thì các chị có thể dễ dàng đạt được. Khi mà đạt được cái mục tiêu thứ nhất thì các chị sẽ hứng khởi, nó sẽ tạo lên những cái hormone hưng phấn, cái hormone hạnh phúc hơn và nó chính là những cái hormone đấy nó tạo cái động lực cho mình để mình tiến tới những cái mục tiêu thứ hai. Thì mục tiêu thứ hai mình có thể set lên 3 cân nữa, 2 cân nữa và dần dần thì mọi người sẽ đạt được cái số cân mong muốn. Tất cả hãy bình tĩnh thì mình sẽ đạt được, còn dục tốc thì sẽ mất đạt. Nếu mọi người có những cái phương thức giảm cân hay thì hãy chia sẻ với Ly nha, hãy comment ở bên dưới hoặc là có thể inbox cho Ly qua Facebook của Ly ha.
Còn bây giờ thì Ly sẽ dừng cái video clip của mình tại đây. Mọi người hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Ly nha. Và bấm luôn nút chuông bên cạnh nút subscribe để luôn nhận được những cái thông báo khi Ly ra những cái video clip mới nhất. Bye bye.